Đây là buổi trưa của mình nè mọi người ơi, hôm nay lại là một ngày của canh súp nấu với thịt nè. Còn đây là vô mắm nêm kho với lại đậu hũ. Còn đây là chén cơm trắng của mình đây. Bây giờ thì mọi người ăn trưa chung với mình nha. Lúc mà mình quay cái đoạn video này á, thì mình rất là đói bụng. Tự vì cái mùi mắm nêm á, nó bay lên, nó sọc vô mũi của mình là mình rất là thèm thuồng. Thật sự mà nói thì đã rất là lâu lắm rồi, chắc cũng phải tầm 8-9 năm rồi mình mới ăn lại cái vô mắm nêm này đó mọi người ơi. Hôm nay thật là một ngày may mắn khi mà mình đi ra chợ, mình thấy cô bán mắm nêm, thế là mình xà vào để mình mua 15.000. Và bây giờ là có một cái dĩa mắm nêm kho với đậu hũ rất là xịn sò, siêu xịn sò. Thật sự mà nói á, không phải là mình làm cái video này rồi mình sẽ nói quá về cái mà món ăn mình đang ăn, mà thực sự mình cảm thấy hôm nay một bữa ăn rất là ngon của mình. Bây giờ mình ăn bún cơm trước. Hồi sáng này mình đi chợ lắm, tính luôn cái thanh long 18.000 thì mình chỉ tốn khoảng 140 tiền đi chợ mọi người, thì mình còn lớn mình cũng chỉ mua rau củ thôi với lại một ít gà, nhưng mà rồi nó ngon. Nó ngon cực kỳ luôn, bởi vì không có gì qua mấy cái vô mắm, những món ăn dân dã của người Việt Nam mình hơn á, hơn là mình không có hành thêm canh á, rất là chua rồi. Mình thật sự là cái này á là ăn sống cũng được, nhưng mà mình ngại là người ta bán ở ngoài á sẽ có nhiều bụi và đồ nhặn á, cho nên mình về á mình bỏ trong nồi rồi mình cắt miếng đậu hũ này mình bỏ vô rồi mình đậy nắp nồi lại, rồi thế là mình chỉ đun sôi lại thôi mọi người ơi, cho nó sạch sẽ. Mình hoàn toàn không có nêm một chút xíu gì luôn á, rất là ngon. Hôm nay mình ăn á, mình sẽ bật mí cho mọi người thấy là nguyên nhân mà mình sống sót sau cái video mình làm mấy ngày trước á, mà mình nói á, là mình chỉ còn 3.000 trong túi mà mình có thể sống sót được tới ngày hôm nay. Chứ nhiều khi mình nói như vậy á, rồi mình không làm thêm cái video này á, thì mọi người sẽ thắc mắc, rồi sẽ nói là nhỏ này xạo, có 3.000 mà sống sót được tới ngày hôm nay. Thật sự mọi người, mình về đây á, mình ở đây một mình ngày 9 tháng à. Đồng ý là ông xã của mình gửi tiền về đừng cho mình ăn uống á, mua sắm đi lại các cái, nhưng mà thật sự á, số tiền mà ông xã mình gửi về chỉ vừa đủ mà mọi người ơi. Mình nó lại không có cái thói quen là tiết kiệm mà để dành dạng như quỹ riêng á, bởi vậy á, cái nào mà dư thì dư, cái nào mà xài thì xài, còn cái nào mà số tiền còn lại là mình mua cổ phiếu mà mọi người. Mà không có được may là thời gian này á, mình mua cái gì nó cũng xuống giá hết trơn á. Giờ ôm luôn chứ biết làm sao giờ. Rất là ngon mọi người ơi, trời, vô mắm nêm, vô mắm nêm bất diệt. Y như hôm nay á, mình á có 100 mấy đi chợ, mình đi chợ xong giờ mình cũng còn lại vài ngàn á. Mà mọi người biết sao không, những cái lần mình có tiền á, cái mình để dành mua chiếc nhẫn, nhẫn vàng y với mọi người, thì từ lúc mà mình về nước tới giờ là mình mua được 2 chiếc, là khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Rồi bữa hổm á, xài đi đám này đám kia đủ mọi người, thì mấy cái này là mấy cái khoản tiền ở ngoài mà, thì mình bắt buộc phải bán vàng. Thì mình đã bán một chiếc đầu tiên rồi đó, còn chiếc thứ hai là mình cũng mới bán đây mọi người ơi. Nhưng mà có điều là ăn ủi là mình bán xong thì mình mà biết là mình không có bị lỗ á. Tại khi mà mình mua nhẫn á là chỉ có 5.050.000, còn hiện tại giờ mình bán thì mình lời được 170.000, coi như là bán vàng để xài, nhưng mà mình cũng vui, tự vì mà cái tiền mình bỏ ra nó không có bị thâm, không bị lỗ á. Thì đây là lý do mà mình từ cái hôm mình đi chợ về còn 3.000 thì mình sống sót được tới ngày hôm nay là do mình bán vàng mọi người ơi. Nói gì nói chứ, nếu như mà mình có đi làm á, có cái income là có cái tiền lương của mọi người, thì mọi thứ nó khác. Còn bây giờ mình chỉ ở nhà không à, rồi mình còn phải ăn uống nè, rồi còn phải bạn bè nè, rồi mình còn phải có rất là nhiều cái để làm, rồi thỉnh thoảng thì mình cũng phải về thăm nhà để mua đồ ăn này kia cho những người xung quanh, thì đương nhiên phải cần tiền mọi người. Thì để có số tiền này thì mình thời gian gần đây là mình bắt đầu mình bán cái số vàng mình đã mua cái khoảng mấy tháng trước ấy, bởi vì mới có tiền xài. Trời ơi, chứ có 3.000 mà sống ở trên cái đất này, cái vùng trời này mà hả, sao đủ xài trời ơi. Đó là lý do thực sự luôn á. Trời ơi, cái dưa mắm mình nó ngon vô tận cùng mọi người ơi.
Thật sự á, mình ở nhà con mình á, mình rất là biết nấu cơm. Ví dụ như cái khoảng thời gian mình ở nước ngoài á, thì á mình nếu mà mình không nấu ăn ở nhà thì mình không có sự lựa chọn nào khác, tại vì mình không có xe đi ra ngoài ha, mình không biết chạy xe, rồi á đồ ăn ở ngoài thì rất là mắc. Còn bây giờ ở Việt Nam á, ví dụ như mình mà muốn ăn ở trong nhà tự nấu ăn để có những cái dưỡng chất mà mình ăn những cái thức ăn sạch không có bột ngọt đúng mọi người, thì mình sẽ mua về mình nấu mình ăn, và còn để tiết kiệm nữa, mất đỡ mất thời gian nữa. Chứ ở có mình á, đơn giản nhất vẫn là mọi người đi ra ngoài ăn tiệm, mình chạy ra ngoài. Ở đây thì mình đi lại chợ Biên Hòa để mình ăn bún riêu ăn cơm nữa thì cũng phải mất 5 7 phút chạy xe, còn không thì ra ngoài đầu đường của cái đường Võ Thị Sáu của mình á thì cũng rất là gần, đi bộ cũng tới đấy, rất là dễ, có nhiều sự lựa chọn so với những cái thời điểm mà mình ở nước ngoài. Nhưng mà thời gian sau này á là mình hạ quyết tâm là dành toàn bộ thời gian để làm YouTube với lại làm chứng khoán mọi người. Thì nói có vẻ là làm chứng khoán cho nó to tát, chứ thực sự á mình cũng chỉ canh để bán mọi người ơi, canh để bán chứ bây giờ hết tiền mua rồi, thực sự là hết tiền mua rồi. Cho nên khi mà có nhiều thời gian ở trong nhà hơn á, và để cắt bớt những cái chi phí mà ăn ngoài á, thì mình sẽ lâu lâu sẽ đi chợ như vậy nè, rất là vui đó mọi người ha. Chợ mình nói thiệt, cái món mắm nêm này của mình ha, rất là ngon mọi người ơi, mình ăn gần hết rồi nè. Những cái món dân dã như vậy thường thường rất là ngon, hấp dẫn. Ê, như mọi người thấy ngày xưa, như cái thời mà mình học lớp 1, 2 ha, lúc ở nhà mình rất là nghèo, rất là nghèo luôn mọi người ơi. Lâu lâu á mà mẹ mình có tiền á là mua thịt heo á, xong về ram lên rồi á, rồi xé nhỏ nhỏ ra, trời ơi, cái cong miếng thịt mà mẹ mình xé như là cọng chỉ vậy á, rồi trộn vô cơm xịt nước tương cho hai chị em ăn. Rồi ba mẹ mình á là chỉ ăn kho quẹt luộc rau, mà rau hái quầy hàng rau đó mọi người, có mấy cái đọt như là đọt bình bát ấy đó, hái nó vô luộc ăn. Còn bây giờ thì khác, bây giờ thì vô nhà hàng mà kêu mấy cái món rau luộc với lại kho quẹt á, thì những cái món nó gọi là rất là mắc tiền ha, một dĩa rau có tí xíu là 70.000 đó. Rồi một phần một cái nồi nhỏ nè kho quẹt á là hình như cũng 70.000 nữa. Còn ăn những cái món ăn mà có thịt cá nữa thì nó tương đối rẻ hơn đó mọi người ơi, bởi vì giờ dễ dàng kiếm thịt ăn ăn quá trời, so với nhiều người, rất là nhiều người bị gút. Rất là ngon. Hồi sáng á, nguyên nhân mà để mình mua cái dưa mắm này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất á, là mình thấy dưa mắm mình mừng quá, tại vì mình nhìn dưa mắm rất là ngon mọi người. Cái thứ hai là sao dưa mắm ngon mà mình đi chợ, mình đứng ở chợ khoảng 5 phút á, mà mình không có thấy người ta mua. Cho nên á, sau khi mà mình mua đồ rau củ đồ hết á, là mình chừa lại 20.000. Cái mình chạy lại cái chỗ bán dưa mắm á, mình mua 15.000. Thì tại vì mình hy vọng á, là sau khi mình mua là sẽ có nhiều người đến mua. Tại vì á, cái view mà nó ngồi lắm mọi người, mình biết luôn á. Mình rất là sợ mở hàng nha, cho nên mình không biết là mình mở hàng xong á thì mọi người có bán đất hay không. Nhưng mà nếu như mà những cái người nào mà đang bán á, mà bán chậm chậm á, mà mình lại mình mua một cái là mình biết là người ta đã bán sẽ rất là mắc, sẽ rất là đắt. Đấy. Rất là ngon mọi người ơi, canh súp của mình.
Hôm qua mình coi cái kênh của bạn Dung Ly á, bà Dung Ly làm bánh nếp mà cái màu á, pha màu á là pha bằng cái củ dền. Thế là hôm nay mình đi chợ nhất định phải mua cái củ dền để mình ăn, để cho những cái người mà thiếu máu, thiếu sắt cho mọi người. Cảm ơn bà Dung Ly đã nhắc nhở mình ăn củ hạt, ăn củ dền. Hôm nay á là mình cố gắng mình nói nhanh mọi người ơi. Tại vì á mình quay những cái video mà mình nói chậm á, trời mình nghe lại mình còn thấy chán á. Thế là mình bấm vô cái tốc độ mà nhân 1,5, nhân 21,5, nhân 1,2, nhân 1,5 á thì mình thấy là nói mới đỡ buồn ngủ. Cho nên mình muốn mình làm video mình cũng cố gắng nói nhanh tí. Thế là mọi người ơi. Cơm gì ngon bằng cơm nhà. Mình đã nấu ăn không có được ngon đâu, nhưng mà có điều chắc cơm nhà nó ngon. Bởi vậy vợ chồng của mình nó rất thích ăn cơm mình nấu. Với lại mình nghe lời chồng mình đó mọi người, mình nấu ăn mình không có bỏ đường với lại bột ngọt á, chồng mình rất là thích. Chứ chồng mình giữ bột ngọt cực kỳ. Ảnh đi ra ngoài ảnh ăn á, mà chỗ nào mà bỏ nhiều bột ngọt á, ảnh về là bắt đầu ảnh khát nước là anh biết cái chỗ đó là bỏ bột ngọt, với lại cái cổ bị sót ấy. Còn mình ở nhà mình đâu nấu bột ngọt đâu, đâu có xài bột ngọt đâu, 9 năm rồi đó, không xài bột ngọt luôn. Ok, video của mình đã dài rồi. Thì mình sẽ tiếp tục ăn cái bát canh này với lại cái phần này sau khi mà mình tắt tắt cái điện thoại. Thư TV, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của Thư TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.